vị và xin chào các bạn, xin chào mừng các cô chú anh chị em và các bạn đã ghi thăm kênh của Ngọc, minh Ngọc cuộc sống Mỹ. Thưa quý vị trong cái video này Ngọc xin chia sẻ những cái thông tin liên quan đến cái gói cứu trợ lần thứ hai và những cái thông tin này là cái tin mới, tin vui, tin khả quan, good news và những cái tin lạc quan về cái gói cứu trợ lần thứ hai nha quý vị. Hiện giờ Tổng thống Trump đề nghị những cái nhà làm luật của bên đảng Cộng hòa tăng tổng số tiền của gói cứu trợ lần thứ hai của họ lên để có thể là gặp bên phía dân chủ hạ viện để người ta có thể đi đến một cái um, gọi là cái agreement một cái thỏa thuận để thông qua và đưa đến uh, cuối cùng là tổng thống trump ký đúng không uh, nói gì thì nói thì tổng thống trump cũng như là bên phía uh, cộng hòa thượng viện thì người ta rất muốn thông qua một cái gói cứu trợ nhưng mà hiện giờ bên phía đảng dân chủ thì người ta muốn có một cái gói cứu trợ với cái tổng giá tiền rất là lớn trong khi đó bên chính quyền của tổng thống trump cũng như là bên GOP rose người ta không có đồng ý cái điều này trong cái đó thì người ta có một cái khoản mà người ta không có đồng ý đó là cái sự hỗ trợ uh, bail out cho những cái state và local governments thì những cái khoản hỗ trợ cho các tiểu bang thì người ta không có đồng ý những cái giá tiền khổng lồ đó cho nên đó là cái vướng mắc chính và ngọc cũng đã chia sẻ cái điều này rồi và Ngọc cũng xin cảm ơn mọi người đã luôn luôn đồng hành và ủng hộ kênh của Ngọc rất hi vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ kênh của Ngọc mình các like share và đăng ký kênh mọi người nha nếu như vị thấy Ngọc chia sẻ những thông tin hữu ích thì hãy cho Ngọc một cái like để ủng hộ tinh thần nha và bây giờ khi nói đến chủ tịch hạ viện Speaker of the House Nancy Pelosi thì bà nói rằng bà đang cố gắng hết sức và thúc đẩy những cái thành viên bên Hạ viện tích cực làm việc về cái gói cứu trợ lần thứ hai cho đến khi nào người Nga ta nghĩ thì thôi. Và bà nói một câu tiếng Anh như thế này quý vị. We have to stay here until we have a bill. Trong cái lịch mà nghỉ recess của bên Hạ viện thì the House of Representatives sẽ nghỉ theo cái lịch của họ là nghỉ vào ngày ngày 2 tây tháng 10 và họ sẽ quay trở lại là ngày 16 tây tháng 11 như vậy ngày 16 tây tháng 11 là sau ngày bầu cử mất tiêu rồi cho nên là nếu như mà họ nghĩ vào ngày 2 tây tháng 10 thì họ phải bắt buộc có một cái gì đó và hy vọng là người ta sẽ thông qua cái gói cứu trợ này trước ngày 2 tây tháng 10 để trình qua bên à, bên à, thượng viện bởi vì sao bên phía hạ viện thì người ta đã dời chuyển 3.500 tỷ xuống còn 2.200 đúng không? Nhưng mà hiện giờ người ta không có đưa ra cái chi tiết của cái gói 2.200, cho nên là mình cũng đang chờ, dân Mỹ đang chờ và bên à, Cộng hòa thượng viện người ta cũng chờ, bên chính quyền của Tổng thống Trump người ta cũng chờ cái nội dung đúng không các bạn? Cho nên là hiện giờ bên phía hạ viện nói gì thì nói, cho dù là người ta muốn 2.200 người ta phải đưa ra cái thông tin chi tiết và bây giờ mình đang chờ. Cho nên là bà chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và nói là người ta đang tích cực làm việc và has to stay here until we have a bill. Ngày hôm qua thì Ngọc chia sẻ một cái gói à, được đề xuất ra một cái new proposal, một cái đề xuất hoàn toàn mới được đề xuất ra bởi một cái nhóm gọi là cái Problem Solver Caucus. Thì cái nhóm này được à, lập ra à, bởi 50 thành viên của bên Hạ viện tức là House of Representatives. 50 người này không có phải bên Thượng viện nhớ vị, 50 người này là bên Hạ viện. Và người ta bao gồm có 25 thành viên của đảng Dân Chủ và 25 thành viên của đảng Cộng Hòa. Như vậy, trong cái 300, 435 cái ghế ở bên Hạ viện thì đã có 50 phiếu là bầu rồi nè. Đúng không? Đó, bởi vì người ta đưa ra một cái gói mà người ta phải bầu cho cái gói người ta đưa ra đúng không quý vị? Cho nên là ở đây có sự ủng hộ của 50 người thì những cái người còn lại thì không biết người ta ủng hộ hay không. Nhưng mà ngày hôm qua bà chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi bà nói là bà rejected. Ok, tức là bà từ chối to hold a vote. Có nghĩa là bà không có muốn đưa cái bill này ra cái floor để người ta bỏ phiếu cho cái gói này. Và bà nói là khi what we want is to put something on the floor that will become a law. Bà nói là khi nào mà bà chắc chắn rằng cái gói này sẽ được thông qua bởi những cái thành viên của bên hạ viện thì bà sẽ bắt đầu hô một cái committee để uh, ra ra cái, cái 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 sàn ra cái um, hội đồng đối với hội đồng để người ta bỏ phiếu cho cái gói mới này nhưng mà hiện giờ bà không có uh, tin rằng cái gói này sẽ được thông qua của bên đủ phiếu bầu để mà được thông qua cho nên bà không có hold a vote đó là cái lý do mà bà à, từ chối à, cái gói cứu trợ, à, cái gói uh, new proposal của 50 thành viên à, cái bipartisan support group này nha quý vị cho nên là ngày hôm qua đó là một cái tin vui nhưng mà hôm nay á tổng thống Trump nói á, là ông đề nghị là bên Cộng hòa thượng viện những cái GOP senators những người này phải nâng cái tổng giá trị và ông rất là lạc quan về cái gói cứu trợ lần thứ hai này sẽ có một cái deal được đưa ra trong cái thời gian sắp tới và hy vọng là sẽ là trước ngày bầu cử và chúng ta nhớ là bên hạ viện người ta nghĩ nha các bạn bên hạ viện người ta sẽ bắt đầu nghĩ vào ngày 2 tây tháng 10 đó cho nên là không có còn nhiều thời gian. Và bây giờ Ngọc quay trở lại với cái lời nói của Tổng thống Trump, cái tweet của ông. Thì Tổng thống Trump hôm nay là ngày 16 tây tháng 9, ông kêu gọi các thành viên của đảng Dân Chủ ủng hộ cái gói cứu trợ lần thứ hai với tổng giá trị lớn hơn những cái tiền mà à, lúc bữa giờ mà người ta đề ra đối với vị. Ví dụ như là 500 nè, 630 nè, 1.000 nè, 1.300 nè quý vị. Bây giờ cái gói mà ngày quan người ta đề xuất ra là cái gói có một giá trị là 1.523.7 gì đó đó cho nên là nó cũng gần cái số này và hiện giờ cái số chênh lệch của hai bên đó là 2002 và 1003 thì bây giờ nếu như mà bên 1003 người ta tăng lên thì có thể là gặp ở đây chính giữa đúng không quý vị thì hy vọng là bên phía chủ tịch hạ viện Nancy Pelosi sẽ có một cái sự giảm xuống một chút nữa để hai bên cùng có một cái deal và bây giờ bên đảng cộng hòa thì họ cũng đang lạc quan về cái gói kích thích kinh tế lần thứ hai à, sau đây Ngọc sẽ trích dẫn cái lời nói của Mark Meadows à, và cũng như là tóm lại lược lại những cái lời nói của ông Bộ trưởng Bộ Ngân Khố Steven Mnuchin à, và cái tweet của Tổng thống Trump thì Tổng thống Trump có đưa lên một cái tweet là hiện giờ những cái người dân Mỹ à, họ mất việc làm họ bị ảnh hưởng rất là nặng do cái đại dịch này là một cái lý do chủ quan khách quan chứ không phải là cái chủ quan quý vị một cái lý do nó từ đâu nó đến chứ đâu phải là do người dân Mỹ là không muốn đi làm đâu quý vị muốn ở nhà để ăn tiền trợ cấp thất nghiệp rồi có những cái hệ lụy như vậy ở đây á người ta nói là không có phải lỗi gì người dân Mỹ cho nên là người dân Mỹ phải được hỗ trợ và những cái người mà hiện giờ đại diện cho Đảng Cộng Hòa thì phải go for the much higher numbers. It all comes back to the USA anyway, one way or another. có nghĩa là nếu như bây giờ tiền về túi tay người dân à thì nếu như người dân bỏ cái tiền này vào ngân hàng hoặc là đầu tư vào thị trường chứng khoán hoặc là mua sắm hoặc là trả tiền nhà hoặc là đi chợ vân vân quý vị thì những cái dòng tiền này sẽ về đâu? Về phía à, đóng thuế cho chính phủ nè, đóng thuế nhà đất nè. À, rồi à, cái dòng tiền này nó sẽ lưu thông từ người này qua người khác làm cho kinh tế của Mỹ nó bắt đầu nó quay vòng và à, đi theo cái xu hướng lên nếu mà nhiều người có tiền nhiều người sử dụng tiền quý vị ngay cả quý vị đầu tư vào thị trường chứng khoán quý vị đầu tư vào thị trường nhà đất quý vị bỏ trong cái tài khoản ngân hàng cũng là một cách để chúng ta kích thích nền kinh tế đi lên cho nên là tổng thống Trump nói là it all comes back to the USA anyway one way Oh, another. cách nào thì cách thì tiền nó cũng quay ngược lại thôi chính phủ Mỹ khi mà hỗ trợ như cho dân như vậy thì người ta cũng thu được lại tiền thuế vậy quý vị thuế thu nhập cá nhân đó Để hỗ trợ tiền thất nghiệp người ta cũng thu lại có khoảng là ít nhất là 10% tiền thuế đúng không quý vị rồi đó rồi à, tiêu dùng thì cũng có sale tax rồi property tax rồi um, federal tax rồi state tax Đúng không quý vị? Đó, rất là nhiều cái khoản thu mà chính phủ Mỹ có thể thu. Rồi bên ông Mark Meadows thì ông rất là lạc quan. Ông nói là trong vòng 72 giờ à, đồng hồ vừa qua thì ông lạc quan hơn là 72 ngày qua đó quý vị. Thì hiện giờ cái mà à, gây cho cái sự bế tắc của cái gói um, cứu trợ lần thứ hai này đó là cái khoản tiền hỗ trợ cho các tiểu bang và local government. Hiện giờ bên chân chủ hạ viện người ta đòi một 950 bên Cộng hòa Thượng viện thì chỉ đưa ra là 5 150 thôi nhưng mà cái gói của bên lưỡng viện thì người ta nói là 500. Như vậy nếu như mà bên chính quyền Đảng th à, của Tổng thống Trump cũng như là bên Cộng hòa Thượng viện người ta nâng lên thì có thể là nâng những cái khoản khác hoặc là có thể nâng trong cái khoản này và ông Mark Meadows ông nói á, là bây giờ nếu như mà ủng hộ các uh, state những cái tiểu bang quá nhiều, uh, những cái tiểu bang mà người ta tiêu xài không có uh, gọi là không có đúng không có hoạch định đúng có nghĩa là uh, bail out cho những cái stay là uh, người ta xài tiền không có đúng mục đích rồi bị thâm hụt bị uh, gọi là gì quý vị uh, bị thâm hụt ha tạm gọi là thâm, th thâm thủng đi thâm thủng ha thâm thủng thì uh, bây giờ những cái lý do thâm thủng này có thể là nó không có liên quan gì đến đại dịch này nhưng mà người ta mượn cái cớ đại dịch này để người ta uh, có thể là lấp uh, phủ lấp những cái thâm thủng mà những cái lý do khác nó gây nên cho nên là người ta không có muốn uh, hỗ trợ cho những cái state mà người ta uh, thâm thủng như vậy và đó là cái lời của ông Mark Meadows Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Steven Mnuchin cũng rất là lạc quan về cái gói cứu trợ lần thứ hai. Ông làm việc, ông nói là ông làm việc 24 giờ trên 24 trên một ngày đối với vị. Và những ngày qua thì ông gặp rất là nhiều bên chính quyền của Tổng thống Trump, rồi bên dân chủ Hạ viện, rồi bên Cộng hòa Thượng viện. Thì ông nói là hiện giờ ông rất là rất là lạc quan, đúng không quý vị? Cho nên là cái gói này có thể là sẽ được thông qua trước ngày bầu cử ngày November 3rd và ngọc cũng xin cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi cái video dài này của ngọc và hy vọng là mọi người sẽ like share đăng ký kênh để ủng hộ